Phim này được chuyển thể từ tiểu thuyết của ông này mà tôi chắc chắn là bạn cũng không quan tâm là ai. Bộ phim này có tên Hannibal, nhưng nhân vật chính lại là Will Graham, một Gen Z điển hình vì lúc nào cũng mắc bệnh tâm lý. Công việc của Will là làm cố vấn FBI, nhưng thay vì thâm nhập vào tổ chức áo đen thì anh này chỉ cần đến hiện trường, rồi dùng năng lực siêu thấu cảm của mình để tái hiện lại hiện trường vụ án. Công việc nghe cũng chill ấy, nhưng mà để tái hiện được hiện trường thì Will cần phải đồng cảm với hung thủ, đến mức mà tưởng tượng ra mình là hung thủ luôn. Và sau quá nhiều lần ép sung thì não của Will đã bị quá tải. Nhưng tội phạm thì sẽ không vì thế mà nghỉ việc, nên để Will có thể tiếp tục cống hiến thì ông da đen này, tên là Jack, đã tìm cho Will một bác sĩ tâm lý, và đó là Hannibal Lecter. Typical đàn ông gia trưởng, có thể lo được cho em, nhưng mà là lo hậu sự. Giờ thì hai nhân vật chính đã gặp nhau, nên câu chuyện của phim mới thực sự bắt đầu. Will thì vẫn như mọi khi đến hiện trường và dùng kỹ năng đặc biệt để xác định hung thủ. Đầu tiên thì Will gặp một ông chú rất ấm, nhưng mà là ấm dâu, vì ông này có sở thích ăn thịt các cô gái trẻ. Và khi tôi nói ăn thịt ở đây có nghĩa là ăn thịt theo nghĩa đen. Ông này nghĩ rằng việc mình ăn các cô gái cũng chính là đang tôn vinh họ. Nên trước khi bị Will nã cho vài phát súng vào người thì số lượng nạn nhân của ông ta đã vượt quá đầu ngón tay của bạn. Rời xa khỏi người ấm dâu thì là người ấm đầu. Will và FBI gặp một ông người Mỹ thích trồng nấm để giết người, không phải ông này. Nhưng do thiếu kinh nghiệm trồng trọt nên sản phẩm làm ra thường xuyên bị thất bại. Mà ông này lại kiểu anti peer pressure, nếu người khác làm được thì nhờ họ, nên đã nhờ luôn Will trồng hộ mình cây nấm. Nhưng tất nhiên là Will không đồng ý, thế là ông này cũng ăn đạn. Đúng là không tin tưởng được thằng đàn ông nào. Nên để mất luôn niềm tin vào cuộc sống thì hung thủ trong vụ án tiếp theo sẽ là phụ nữ, một bà bị family issue nhưng lại thích lập gia đình. Vấn đề là bà này lại muốn lập gia đình với các bé trai. FBI chắc chắn không thích điều này, nên bà ấy cũng ăn đạn. Thực ra bà này cũng chỉ muốn đưa các bé trai về sống với mình cho đỡ cô đơn thôi, mà cũng không phải là làm hại gì, cho ăn uống, chăm sóc cẩn thận. Thế có gì mà ăn đạn nhỉ? À, bà này thao túng mấy đứa trẻ con đi về giết bố mẹ đẻ của nó. Thôi, ăn đạn. Những bé trai bị bắt đi cùng bà này cũng được thả về với gia đình, nhưng chúng không phải là người duy nhất được thả, vì hung thủ trong vụ án tiếp theo, thợ xẻ vùng Chesapeake cũng đã vượt ngục. Và tất nhiên thì việc đầu tiên mà một tù nhân vượt ngục sẽ làm chính là giết người. Cái danh thợ xẻ vùng Chesapeake vốn thuộc về Hannibal, nhưng do giấu kỹ quá nên chẳng ai biết gì cả. Và cái ông hung thủ này đã trở thành người thay thế cho Hannibal. FBI và Will lại tiếp tục điều tra, rồi nã một phát đạn vào hung thủ để kết thúc vụ án. Vụ án tiếp theo sẽ là về một ông da đen, không phải công an, nhưng vẫn đam mê đánh đàn, và sau đó bị một ông mê đánh đàn khác xiên. Quá chán với cảnh con người đâm chém lẫn nhau, nên đạo diễn quyết định cho người xem luôn tình người duyên ma trong vụ án tiếp theo. Will phải đi bắt ma, thực ra là cũng không phải ma, nhưng mặt bà này trông còn sợ hơn cả ma. Lần này thì hung thủ không ăn đạn nữa, mà được làm người Do Thái. Với từng ấy vụ án và sự stress mà nó mang lại thì Will gần như phát điên. Nhưng không sao, vì bây giờ thì sau khi kết thúc công việc, Will có thể đến gặp Hannibal và kể cho ông ta nghe về ngày hôm nay của mình. Thực ra thì ai cũng cần một người như vậy. Hannibal nghe câu chuyện của Will thì đưa ra lời khuyên và cách để giúp bắt hung thủ nhanh hơn. Nhưng mà do thấy Will quá outplay nên Hannibal muốn game phải khó hơn. Bởi vì bên cạnh đam mê ăn thịt người, Hannibal còn có sở thích chơi BDSM với não bộ của bệnh nhân. Tức là thay vì giúp người ta khỏi bệnh thì ông này làm cho nó nặng hơn. Và tất cả đều chỉ để thỏa mãn sự tò mò, còn nhiều hơn cả của nhỏ nữ chính trong Kem Đá. Nhưng cũng giống như việc Kem Đá không bao giờ có season 2 thì cũng chẳng có cái gì có thể thỏa mãn được sự tò mò của Hannibal. Đó là lý do vì sao Hannibal thao túng Will hết lần này đến lần khác. Ngay từ ngày đầu tiên gặp nhau, Hannibal đã cảm thấy chàng trai này thật là thú vị. Nhưng thay vì cho Will vào lòng thì Hannibal lại cho Will vào chồng, cụ thể hơn là vào tù. Trong xuyên suốt mùa 1 thì Hannibal không ngừng chat, liên tục thao túng tâm lý như một bad boy chính hiệu. Nhưng Will thì lại là trai có chửa, tức là chưa có trải ấy, nên đã liên tục tin tưởng Hannibal để rồi nhận cái kết đắng. Cơ mà xưa nay người tính không bằng Cupid tính. Trong quá trình thao túng Will, Hannibal lại nhận ra rằng mình có tình cảm với Will. Tất nhiên là tình cảm bạn bè hoặc không. Is Hannibal in love with me? Hannibal muốn làm bạn với Will nhưng do bị trust issue, nên trước khi bước vào mối quan hệ chính thức thì ông cần test xem thằng này có đủ trình làm bạn mình không, và Will pass. Nhưng Will lại không muốn làm bạn với Hannibal, cũng đúng thôi, vì chẳng có ai lại coi đứa vừa đổ tội sát nhân là bạn cả. Thế là Hannibal suy, quyết định hóa nam chính tổng tài, cô lập Will khỏi mọi người xung quanh. Và người đầu tiên lên thớt là Beverly Katz, cộng sự thân thiết của Will ở FBI. Mặc dù là người châu Á nhưng lại không có trust issue, cô gái này vì tin Will nên đã đến nhà của Hannibal để điều tra và phát hiện ra ông ta là kẻ ăn thịt người. Nhưng trước khi kịp báo cho ai thì đã bị Hannibal phi lê thành 6 phần. Người tiếp theo là Bloom, aka Bạch Nguyệt Quang của Will. Nhưng mà Bloom thì không mất mạng, cô ấy mất trinh. Bởi vì Will yêu Bloom nên Hannibal đã quyết định tán luôn Bloom để Will không còn ai nương tựa. Về phía Bloom thì rõ ràng, thay vì một thằng điên mắc bệnh tâm lý và đang ngồi tù thì yêu một thằng điên mắc bệnh tâm lý và không ngồi tù vẫn tốt hơn. Người cuối cùng là Abigail. Cô bé này là con của Gareth Jacob Hobbs, hung thủ trong vụ án chim bách thanh đầu phim. Sau khi bị bố mình cắt cổ thì Abigail đã được Will chăm sóc như một sự đền bù cho việc đã khiến bố cô bé đăng xuất khỏi server trái đất. Hannibal cũng trân trọng Abigail không kém và hy vọng tạo nên một ngôi nhà ba người gồm có Will, Abigail và chính mình.
Nhưng ngoài nhà tù thì chả có cái nhà nào chứa kẻ sát nhân cả, nên Will không chấp nhận. Và thế là Abigail từ Van Gogh thành Gojo Satoru. Ngày hôm đó tại nhà của Hannibal, cảm thấy gia trưởng là chưa đủ, Hannibal quyết định trở thành Yandere. Xiên ngay một phát vào bụng em ghệ, khiến máu tuôn ra như mưa tháng 6. Nhưng không có Văn Mai Hương nào ở đây, mà chỉ có Will và Abigail đang nằm hấp hối. Còn Hannibal thì từ sát nhân thành sát nhân, rời khỏi hiện trường cùng cơn mưa đã rửa trôi tất cả, kể cả là cái áo của Bloom. Sau khi đập FBI thừa sống thiếu chết, thì việc Hannibal sống được ở đất Mỹ còn khó hơn cả thức dậy và đi học lúc 7 giờ sáng. Nên ông ta đã chuyển hộ khẩu qua Ý bằng cách cho vợ chồng Roman Fell mỗi người một vé ICK, còn mình thì cùng Bedelia sống dưới một thân phận mới. Về Bedelia thì bà này là bác sĩ tâm lý cũ của Hannibal và cũng là người duy nhất còn sống sau khi bị Hannibal dọa giết. Trong quá khứ, để khiến Bedelia phải lệ thuộc vào mình, Hannibal đã thao túng một bệnh nhân của bà, khiến hắn ta phát điên và xông vào giết Bedelia. Để tự vệ thì bà ta phải cho hắn ăn đấm. Sau đó không hề tình cờ, Hannibal xuất hiện tại hiện trường và giúp Bedelia thu dọn hậu quả. Từ đó số mệnh của hai người dính chặt lấy nhau, dính đến độ mà sau này Bedelia phải tự chặt một bên chân của mình để không nghĩ đến Hannibal nữa. Quay trở lại câu chuyện tình yêu rực lửa ngang trái, trong lúc Hannibal đang cháp cả gái châu Âu thì Will cũng bắt đầu hành trình truy thê của mình từ Pháp đến Litva rồi quay lại Ý, sới tung cả cái châu Âu lên mới gặp được Hannibal. Nhưng Hannibal lúc này đã thành MCK, suy lắm rồi, nên quyết định làm cho người đàn ông đã khiến mình đau khổ phải trả giá bằng cách làm thịt Will theo nghĩa đen. Thấy Hannibal không ngại giết mổ mình thì Will cũng tỉnh ngộ, từ bỏ Hannibal. Hannibal thấy thế cũng từ bỏ tự do, đầu thú để vào tù. Bạn tưởng đến đây là kết thúc rồi sao? Mọi chuyện bây giờ mới bắt đầu. Sau khi Hannibal vào tù thì tác phẩm gốc của tác giả Thomas Harris, người mà tôi đã nhắc ở trên kia, mới chính thức được chuyển thể. Phản diện chính của lần này được thay thế bằng Francis. Giới thiệu ngắn gọn về ông này thì là đã qua tuổi vị thành niên, nhưng vẫn mắc Chunibyu, tức là Francis ảo tưởng mình là rồng đỏ, nên đi khắp nơi để xin mỗi người tí huyết. Francis hâm mộ Hannibal và coi ông ta như idol, nên là khá muốn được gặp mặt. Nhưng ngôi sao chỉ đẹp khi ngắm nhìn từ xa. Hannibal với Francis cũng vậy, gặp Hannibal xong Francis mới vỡ mộng, xông vào đòi giết Hannibal. Nhưng Will đã đứng ngay đó để yểm trợ. Hai người song kiếm hợp bích, tiễn rồng về hang, rồi cùng nhau nhảy xuống vách đá để đền tội. Và đó là kết thúc của bộ phim tình yêu rực lửa ngang trái giữa Hannibal và Will. Bài học rút ra là không nên yêu người gia trưởng, tìm người bình thường mà yêu. Phim sẽ không có phần mới vì nó đã bị drop, nên hãy xem ngay khi có thể. Còn bây giờ thì tôi còn quại. Xin chào và hẹn gặp lại.